Anh chị em nào mà đang có TV cũ á, đừng có vứt bỏ nha, mình có cái này hay lắm. Đây là cái đầu thu internet để biến những chiếc TV đề cũ thành những chiếc TV đề mới hiện đại. Nó cũng đầy đủ chức năng như một TV đề mới luôn. Đầu thu có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ và cổng USB để kết nối với tay cầm chơi game. Đây là dây tín hiệu cho TV đề cũ. Phần kết nối thì nó quá đơn giản rồi. Mình chỉ vào phần cài đặt nhập và khẩu wifi là xài thôi. Vậy là xong rồi đó. Mình mở TV lên là nó ra cái giao diện như này nè. Tại mình quay qua điện thoại thấy màn hình nó bị sọc cái đó chứ ở ngoài không có nha anh chị em. Chưa hết đâu anh chị em, nó còn hỗ trợ thêm một cái tính năng xài con chuột nữa. Mình muốn lắp chuột không dây hay là có dây thì tùy ý, mình chỉ cần gắn vô là mình xài thôi. Cái này là để cho mấy em nhỏ nó giải trí lành mạnh luôn nè. Mình chỉ cần vào CH Play tải trò chơi về là chơi thôi. Nó còn một chức năng đặc biệt nữa, mình có thể kết nối với điện thoại để điều khiển từ xa luôn. Anh chị em nào muốn hiện đại hơn nữa thì đặt bộ điều khiển giọng nói về xài.